Mời các bạn nghe chuyện Bạn gái cũ của Tổng Giám Đốc Tác giả Liên Liên thuộc thể loại chuyện ngôn tình qua giọng đọc của Thanh Mai Sau khi tan học, tại cửa trường trung học, người đến người đi đầy cổng trường Cậu ái tĩnh xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn, đeo chiếc mắt kính thực to Cầm trên tay một ít sách vở, hòa cùng đám người đi qua đi lại Hạ Phong cao lớn đẹp trai đi tới, trong mắt lóe lên một vài tia sáng, Tiểu tĩnh ơi, Ơ, à, anh đến rồi à? Quay đầu thấy chàng trai anh Tuấn xuất hiện, cậu Ái Tĩnh nở nụ cười ngượng ngùng, lập tức đi về phía anh. À, xin lỗi nhá, kia đen bậy lâu rồi. Hà Phong săn sóc, giúp cậu Ái Tĩnh cầm túi sách. <laughs> Không biết đâu, đợi bao lâu, lâu thật đấy. Bình thường ở trước mặt mọi người, cậu Ái Tĩnh là người miệng lưỡi lưu loát, nhưng khi gặp được mỹ nam, giống như là chuột gặp phải mèo, chưa nói chuyện cả năm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Tình yêu đầu tiên làm cho hình tượng nữ tú tài cơ trí kém cách xa vạn dặm. Hạ Phong đi bên cạnh cô cũng không lên tiếng Gương mặt Tuấn Tú khẽ mỉm cười thản nhiên Hưởng thụ cảm giác được cô gái có thành tích tốt nhất mến mộ Thực là thoải mái Đến ngày hôm nay trên danh sách đi săn Đã ghi chép lại tên tuổi của nữ tú tài Trong lòng tràn đầy sự tự mãn cũng đắc ý của đàn ông Bà cô gái đem xe đạp dừng ở bên đường Hạ Phong kéo cô đi tới rừng cây sau trường Cậu ái tĩnh đỏ mặt Thấp giọng bày tỏ cùng chàng trai Anh đang làm gì đấy Hôm nay em còn muốn đi học bộ túc cơ À Anh muốn hôn em Hạ Phong hành động không kiềm chế Mặc dù qua lại với học muội khôn ngoan Cũng là muốn làm gì thì làm Mượn rừng cây che giấu Đem cầu ái tĩnh đè ở trên tường rào Đối với cô muốn làm gì thì làm Ừ Hạ Phong Anh vừa hôn tới cầu ái tĩnh giật mình Nhưng nụ hôn đầu không lưu loát cũng ngọt ngào khiến cô không thể đẩy ra được. Cô ở trong ngực anh, không lưu loát rên rỉ. Hạ Vong không lên tiếng, thi triển kỹ thuật hôn tốt, làm cho cô điên đảo. Anh hôn cô, vén lên váy dài của cô, khẽ vuốt ve cặp mông của cô. Toàn thân cầu ái tĩnh vô lực, choáng váng đầu óc, mắt hoa lên, cô nhu thuận trong ngực anh, cùng anh quấn lấy. Mà sau lưng có thể dựa vào tường nên không bị ngã xuống. Hai người ôm nhau thật chặt, Hạ Vong biết ôm cầu ái tĩnh chưa trổ mã hoàn toàn. Chết tiệt thật, cũng đã lớp 10 rồi, còn chưa trổ mã à? Trong lòng ghét bỏ nhưng cũng không có biểu hiện lộ trên mặt. Bởi vì hôm nay hắn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Đó là... Em nhẹ nhàng ôm lấy cô, cứ như vậy kéo quần lót bằng hông của cô. Cuối cùng cũng tới tay thắng lợi. Cầu ái tĩnh bên động tác của Hạ Phong làm giật mình, mở mắt ra. Bên ngoài có người đây em, Hạ Phong một bên cảnh cáo, một bên nhanh chóng cởi xuống quần lót của cô, lại đem quần lót của cô nhét vào túi quần mình. Anh, anh làm gì thế? Không nghĩ tới quần lót của mình bị anh cởi xuống, cậu ái tĩnh gấp đến độ muốn khóc. Hoa nào, cho anh làm quà tặng đình ước đi. Hạ vong tiêu sái cười lơ đễnh lắc mình, không để cho cô đem quần lót đoạt lại. Phía dưới lạnh lạnh, cảm giác kỳ quái. Nhưng mà em không mặc quần lót. À, không sao đâu, Em chỉ cần đừng chạy quá nhanh Ai biết được em không mặc quần lót Nói xong anh dí dỏm Vỗ vào mông cô một cái Nhưng mà Cậu ấy tĩnh nở nụ cười ngưỡng ngượng Hai má đỏ lên Cô tại sao có thể không mặc quần lót Mà đi tới lớp học bổ túc được Hạ Phong nâng mặt hương tú Cả người tản ra căm tức Em ngay cả tặng quần lót cho anh Cũng khó chịu thế à Cậu ấy tĩnh lắp bắp Không, không có Nhưng Không phải À không phải là tốt rồi Hà Phong đổi giận thành cười Không hề động tay động chân với cậu ái tĩnh Vỗ vỗ bụi bặm trên người cô Đưa cô trở về Thấy anh tâm tình bất định Cậu ái tĩnh không dám nói gì chỉ đồng ý Nhưng dưới váy không quật lót Lạnh lạnh Thực sự kỳ quái Ây à, Mình cảm thấy được Đỗ ôn nhu hé miệng dìu ra dìu rít Không đúng Không phải hình dáng kia Chân khả cũng tiếp lời Ở phòng khách của viện thẩm mỹ Lệ mỹ tư trước mặt Bốn mỹ nữ xinh đẹp như hoa đang không ngừng nói chuyện Như đang thảo luận nên ăn mặc như thế nào Phù hợp với người tình trong mộng Hướng duy mỹ có ý kiến khá nhiều Nhưng mình cảm thấy được Ái tĩnh nên Thôi các cậu thật phiền đấy Mình nói không cần rồi mà Vân tĩnh trên lỗ tai sắp bị bạn tốt của mình Làm phiền chết rồi Kể từ khi ba người bạn tốt có bạn trai Khổ nạn của cô bắt đầu vì bọn họ sợ cô về sau biến thành một kẻ lẻ loi hưu quạnh, cả ngày nhìn đông ngó tây, bị nhóm nhiều chuyện dòm ngó. cho nên bạn tốt của cô đứng lên làm mai, chính là muốn đem cô ra ngoài tiêu thụ. cho nên họ mới đến nơi này. viện thẩm mỹ, lệ mỹ tư này, các tầng lầu chia ra làm thẩm mỹ mặt, thẩm mỹ răng, tóc đẹp, liệu pháp nước chỉnh hình, spa tạo hình toàn thân. ở chỗ này tuyệt đối có thể thỏa mãn được những cô gái muốn trở nên xinh đẹp cậu mới phiền đấy tại sao không cần vì sao bọn mình đều giả đi chỉ còn cậu cậu muốn làm sao hả hương duy mỹ khi thấy bức người kéo cổ tay cậu ái tĩnh không chỉ cô chạy trốn hôm nay á mình nhất định thay đổi cậu từ đầu đến chân cậu ái tĩnh thả chết không nghe theo ôi mình thế này là được rồi vì sao phải vì đàn ông mà thay đổi bản thân mình ơ ừ. người đẹp mới tạo được ấn tượng tốt cậu làm ơn vào đi chân khả cầu xin bạn tốt có người muốn bỏ tiền giúp cô ấy tạo hình mà cũng bồi gặp mặt tốt như thế mà sớm biết vậy tối nay cô đã ở nhà nói chuyện yêu đương cho xong mặc ông chí đang ở trong nhà đợi cô mà Đỗ ôn nhu xuống tay từ nhược điểm của bạn tốt đúng vậy đấy coi như không vì đàn ông kia thì ít nhất phải vì mình chứ nếu như cậu ăn mặc xinh đẹp nhưng vẫn không thể gả ít nhất người ta nói cậu kén chọn mắt thẩm mỹ cao mà không phải nói cậu là kẻ không ai muốn hiểu không ai ai cũng biết miệng lưỡi thế gian đáng sợ sao lại muốn bị người khác nói xấu công lực của những bà tám thường là đáng kính nể Ôi, cậu nói người nào không ai muốn cơ cậu ái tĩnh đẩy gọng kính khuôn mặt thông minh không chịu thua kém khó chịu nhìn chằm chằm đồng đảng chân khả cùng hướng duy mỹ dùng ánh mắt bội phục nhìn đỗ ôn nhu tuyệt đối không phải là mình nói đỗ ôn nhu dùng hai ngón tay che miệng bày tỏ cô tuyệt đối giữ yên lặng không tham gia thảo luận Cầu ái tĩnh tức giận <laughs> Ghê tởm Mặc dù tức giận đến toàn thân phát run Nhưng cô cũng muốn thử vào xem sao Ngay cả việc cô chưa kết giao bạn trai Cũng bị người ta đưa lên web thảo luận Tiến tới lên báo trang đầu Cho nên cô tuyệt đối Tuyệt đối không thể bị đám bà tám đó Nói cô không ai muốn Thôi được rồi Chúng ta vào Cầu ái tính bị lời nói của Đỗ Ôn Nhu kích thích Buông tay hướng Duy Mỹ Quyết định muốn vào thẩm mỹ viện cấp 5 sao này Sửa sang lại xem tiếng hô hoan của chân khải như sấm động, quay thật tốt quá. việc này không chậm trễ, hướng duy mỹ vội vàng đem bạn tốt tận cửa, chỉ sợ cô đổi ý. thế này mới đúng chứ, cậu dối cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi đấy. thôi, không cần nói nhảm nữa đâu, đi vào nhanh một chút đi. đỗ ôn nhu vội vàng đẩy thắt lưng của văn tĩnh. hiện tại đến cùng là tình huống gì đây? cậu ấy tính yêu bạn tốt thúc giục bên cạnh, có chút không thể làm gì khác hơn là bước vào cửa chính của thẩm mỹ viện. oh my god. Sắc mặt cầu ái tĩnh trắng bạch Chỗ ở trong nhà vệ sinh nữ Không có dám đi ra Cô nhìn chằm chằm hình dáng của mình trong gương không dám tin Lúc này cô mặc một bộ lễ phục sang trọng Sau lưng lộ đến phần eo Váy bằng chất liệu chip phong êm ái Làm cô có thể khoe được đường cong hoàn mỹ Tóc thì được vấn lên búi đơn giản Cầu ái tĩnh không thể tin được Mấy người bạn tốt liên hiệp biến cô Thành bộ dáng quyến rũ như thế này Trên người cô thay đổi không ít Còn phải trò chuyện với người đàn ông khác Ở trong bữa tiệc á có lầm không Nếu như cô phải thay đổi bộ dáng như vậy Mới có đàn ông theo đuổi Cho dù nó có thế nào đi nữa Cô cũng tình nguyện Không để ai lấy cô làm vợ Cậu ái tĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng trong gương Khuôn mặt thanh tú Nhìn không ra biểu tình Ây à, Nghĩ không biết cậu trốn chỗ này đây Hướng Duy Mỹ nhìn khắp hội trường bữa tiệc Không thấy bạn tốt Đi tới nhà vệ sinh nữ Quả nhiên là tìm được cô Duy Mỹ ơi Mình mình muốn về nhà Nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của chị em tốt, Nguyên, một bụng hỏa của cậu ái Tĩnh bỗng dưng tan hết, chỉ là biểu thị thế thôi. Họ là chỉ muốn giúp cô có bề ngoài dạng rỡ, cũng làm cho cô được coi trọng hơn thôi mà. Mặc dù tâm tình không tốt nhưng cô vẫn có thể giữ được lý trí, phân tích động cơ của các bạn. Hướng Duy mỹ cười. <cười> cậu chưa khiêu vũ với bất kỳ người đàn ông nào trong đêm đấy. Nhưng mà, cậu ái Tĩnh khó khăn nhìn bạn tốt. Này không cho cậu về đâu Hôm nay mình sẽ liều mình của quân tử đấy Chân khả sáng người bước vào nhà vệ sinh Trên người phủ bộ váy dạ hội Trong trường hợp này cô ít tham gia Bởi vì cho dù công việc Cô không phải xuất hiện ở dạ tiệc Đồ ôn nhu thì cưỡng chế Đúng hôm nay vất vả lắm Bốn người chúng ta đều ở đây Mình không cho phép cậu như thế Mất hứng thật Thật rồi Ở lại ở lại một người không nói lại ba người, cậu ái tĩnh chỉ có thể dơ cờ đầu hàng toàn phần, ngoan ngoãn đi theo mọi người vào đại sảnh bữa tiệc. À, họ tới rồi kìa. Đứng ở góc uống rượu, đới bằng trình, thấy mấy người phụ nữ tiến vào trong hội trường, liền dẫn bạn tốt đi lên trước, hội hợp với đám người phụ nữ. Không sai, anh nhận lời tìm một người bạn trai cho bạn gái tốt của bạn gái mình. Mạc ưng trí và phó kính dương đứng ở một bên, dùng ánh mắt đồng tình nhìn bạn tốt trên thương trường đầu năm nay người làm mai cũng không dễ làm. Cũng may hôm nay gánh trách nhiệm nặng nề không phải là mình. Đối với đới bằng trình nghĩ đến bộ dáng cháo trắng rau dưa của cô kế toán công ty mình sợ rằng nói không ra những lời đề cử tốt đẹp gì. thì không ngờ cô ấy sửa soạn lại có bộ dáng mê người xinh đẹp như thế. Thật đúng như câu người đẹp vì lụa. Ừ, đúng là không tệ. Như vậy sẽ không quá mất thể diện với người anh giới thiệu. Lúc này sang mặt đới bằng trình tốt đẹp một chút giới thiệu bạn trai cho cầu ái tĩnh người được giới thiệu tương đối nể mặt, đới bằng trình lập tức vươn tay muốn mời cầu ái tĩnh khiêu vũ. Cầu ái tĩnh dưới áp lực của bạn tốt không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn tiếp lời nhận. Thấy tình hình thuận lợi, mấy người phụ nữ cũng buông xuống tảng đá trong lòng đi theo bạn trai tiến vào sàn nhảy. À, cô là bạn tốt của bạn gái đới tổng à? Lôi văn mới vừa trở về nước đối với vẻ đẹp của cầu ái tĩnh tương đối thiện cảm. À, đúng vậy. Cậu ái tĩnh đi theo từng bước nhảy Chỉ lễ phép cười vì sự săn sóc của lôi văn Tiếng nhạc tuyệt vời vang lên bên tai mọi người Cậu ái tĩnh lễ phép cười khiêu vũ Cùng người đàn ông mà cấp trên giới thiệu dường như rất vui vẻ Hạ Phong ngồi trên ghế salon Trên tay cầm ly rượu mạnh Anh là tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị Mới trở về nước tiếp quản sự nghiệp được 5 năm Lên đem sản nghiệp tập đoàn Điện tử Hạ Thị phát triển hơn trong thương giới Nhưng trên thương trường Người mạnh cũng có lúc thất bại đây là thời điểm anh vừa kết thúc một cuộc hôn nhân Khiến tâm tình anh rất kém Mới theo lời mời của Phó Kính Dương tham gia bữa tiệc Phó Kính Dương còn nói Chỉ cần trong cuộc đời anh xuất hiện một cô gái tốt Giúp anh chuẩn bị cơm ăn, áo mặc Anh rất nhanh quên được sỉ nhục và tổn thương Mà người vợ trước mang lại cho anh Lãng tử vô tâm Theo tính tình thích náo nhiệt của anh Thích hợp với loại phụ nữ nhàm chán đó sao Nhưng tiếp tục ngâm mình trong nhà Thấy tất cả đồ dùng của người phụ nữ kia để lại Tình cảnh ngọt ngào phóng túng thường ngày hiện lên trước mắt Sự bi thương của anh cũng không dừng lại được Cho nên anh mới tiếp nhận lời mời của Phó Kính Dương Xuất hiện tại bữa tiệc này Anh cũng không muốn quen người phụ nữ Chỉ là muốn mượn bầu không khí của bữa tiệc Để di rời đi sự chú ý của mình Đúng là nhắc nhác Không nghĩ tới từ trước tới giờ Người luôn tung hoành tình trường như Hạ Phong Cũng có lúc bị phụ nữ làm cho chật vật như lúc này Có lẽ thực là ông trời muốn trừng phạt anh trong mắt anh hiện lên nỗi u buồn Rồi đột nhiên Hạ Phong bị đụng Rượu trong ly bị đổ ra ngoài Anh còn chưa hiểu tình huống gì Thì một cô gái dáng vẻ yểu điệu liền ngã trong lòng anh Ờ cẩn thận đấy Hạ Phong một tay cầm ly Một tay nắm chặt cánh tay của gia nhân Để cho cô té ngã ở trong ngực mình Ờ cảm ơn anh Cậu ái tĩnh nhắc nhác Ở trong lồng ngực anh Cái mông cô chút ươn ướt Cô biết mình đụng phải người ta làm đổ rượu ra Không sao đâu chuyện như vậy khó tránh khỏi mà hạ phong tác phong nhanh nhẹn nhẹ nhàng đưa tay ôm bên eo cô để cho thân thể mềm mại của cô dựa sát mình anh cô liếc mắt nhận ra chủ khuôn mặt tuấn tú đang cười không nghĩ tới nhiều năm như thế người cô vừa yêu vừa hận lại có thể xuất hiện trước mặt cô lần nữa chỉ là người đàn ông này dường như không nhận ra cô ờ à, mi nữ từ trên trời rơi xuống có thể đem trái tim âm mù của hạ phong thoáng dịu Tôi rất xin lỗi Đổ rượu lên áo của anh rồi Cậu ái tĩnh miễn cưỡng Nói ra lời nên nói Liền vội vàng muốn bỏ dậy từ trên người anh à, Cô gái à Có nguyện ý nhảy với tôi một điệu không Thấy người phụ nữ mình yêu mến trong ngực Người đàn ông khác Lời văn cảm thấy bất an trong lòng Tôi thân thể cầu ái tĩnh thoáng đuôi phía sau Cô chính vì tránh né hắn đuổi theo Mới có thể ngã trên người hạ phong Chuyện này không thể được Tôi đã mời cô ấy điệu nhảy tiếp theo Tại sao có thể chấp tay nhường kẻ khác được chứ Hạ Phong từ trong thân thể của cô Và trong lời nói nhanh chóng đoán được đối diện Cô là người theo đuổi vô ý Nên tự động ôm cô vào ngực Bá đạo dẫn cô vào sàn nhảy Tại sao có thể như vậy Tại sao anh ta có thể tự tiện quyết định Cô đồng ý khiêu vũ với anh ta lúc nào Cậu ái tĩnh chằm chằm nhìn anh Đang nghĩ nên từ chối thế nào <laughs> Đừng nóng giận mà Cô không muốn khiêu vũ với hắn ta đúng không Hạ Phong lười biếng cười, khóe mắt hướng về phía Lôi Văn đang đứng. Cậu Hải Tĩnh không lời nào để nói, chỉ có thể có cách chấn an mình, đi theo anh khiêu vũ. Gặp lại người yêu cũ, anh xuất hiện trước mặt cô thế này, còn mang theo cô đi khiêu vũ à? Chỉ là trong đầu óc của anh không còn bóng dáng của cô nữa rồi. Cậu Hải Tĩnh vừa thương tâm, vừa vui mừng, trong lòng tràn đầy ngũ vị. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn để Hạ Phong dẫn mình khiêu vũ, không nói thêm bất kỳ lời nào. Không nhớ rõ cô cũng tốt, Cô không cần anh nhớ cô Cô nhớ anh Có đôi lúc anh có xuất hiện trong cả giấc mơ của cô Trong mơ anh theo đuổi cô không phải vì tiền đánh cuộc Mà là vì vẻ đẹp của cô Giống như hiện tại vậy Người đàn ông dùng đầu lưỡi cạy đôi môi của cầu ái tĩnh Bừa bãi đòi hỏi ngọt ngào từ cô Dưới ánh sáng yếu ớt Đôi môi của cô bịt kín Hơi thở tinh khiết của phái nam bao quanh cô Thân thể mềm mại của cô sụi lơ Trong lồng ngực to của hắn hạ phong ôm chặt gia nhân yểu điệu trong ngực mượn lưỡi hôn trêu chọc dục vọng của cô anh lần lượt cắn mút đôi môi cô cả khóe môi cô cũng không bỏ qua bàn tay đỡ sống lưng cô khẽ khàng vuốt ve ra thịt mềm mại như tơ gấm cậu ái tĩnh không nhịn được phát ra tiếng ngâm nga tay cô run rẩy nắm lấy lễ phục hai chân vì sự mãnh liệt của anh mềm nhũn hóa thành dòng nước xuân ở trên người của anh đôi mắt hạ phong bởi vì dục vọng có vẻ thâm thúy hầu kết khẽ chuyển động lên xuống Anh nhẫn nhịn cả buổi tối rồi đây Anh không nhịn được nữa đâu Không kiềm chế dục vọng bộc phát Tay ở lưng khẽ di chuyển tới trước ngực cô Cách lớp vải vóc thật mỏng Anh to gan, che phủ cặp vũ đầy đặn Không ngừng xoa bóp Kể từ lúc ly hôn vợ trước Thực lâu rồi anh không có phóng túng như vậy Mà cô gái xinh đẹp này lại khơi gợi dục vọng của anh Bộ dáng của cô theo hành động của anh mà lay động Thật là một thân thể xinh đẹp Anh muốn ăn cô này, chúng ta vẫn còn ở bên ngoài đấy. Cậu ái tính dựa vào lý trí còn lại nhắc nhở mình, không để cho mình luống cuống trước mặt anh ta. Nếu để cho người quen nhìn thấy, tin tức chuyển đi mà mũ của cô đặt ở nơi nào được. Nhưng cô cũng không muốn trốn tránh sự dẫn dụ của Hạ Phong. Ở đêm thần kỳ này, cô như cô bé lọ lem đi giải thủy tinh, dễ dàng có được tâm tư hoàng tử. Đến ngày mai, khi pháp thuật hết hiệu lực, cô và anh trở thành hai người xa lạ. Thư dịp tối nay cô cần phải chấm dứt tâm nguyện nhiều năm Cô muốn liên kết thân thể với anh Cho dù về sau không có gì Thì cô không hối hận Cô đang ở đêm xinh đẹp nhất này Vậy còn không dễ dàng Chúng ta đi thuê phòng đi Không ngờ cô có ý nghĩ như vậy Hạ Phong mừng rỡ như điên Dứt lời anh kéo cô đi tới khách sạn Thân thể hai người dây dưa không dứt Đôi môi dán chặt vào nhau Khó khăn đi về hành lang phía trước nhưng vẫn tìm được phòng Sau đấy mở cửa đi vào Vừa vào cửa cậu ái tĩnh đá đôi giày cao gót Cả người mềm yếu như không xương Tựa trong ngực hạ phong Anh dán sát đôi môi cô Đầu lưỡi nóng bỏng cấp tốc chui vào Cuốn quýt cùng với cô Lồng ngực rắn chắc cũng không ngừng ma sát Hai vú cao vút của cô chơi đùa dục vọng của nhau Cô nhẹ nhàng thở dốc à, Thành âm của em Dễ nghe thật đấy Anh rất hài lòng với biểu hiện phóng khoáng của cô Tôi tưởng bọn họ ở trên giường sẽ rất hòa hợp Rồi lời nói của cậu ái tính đầy hàm ý Cô ý dí dỏm nháy mắt với anh Hạ Tổng à Có người phụ nữ nào thoát khỏi sức quyến rũ của anh không Hay là không nhiệt tình với anh chưa <laughs> Em thật biết cách làm người ta yêu thích đấy Hạ Phong kích động Bụng dưới nóng gian Tay anh dễ dàng xâm nhập bên trong lễ phục cô Bắt đầu xoa bóp hai vú Lúc nặng, lúc nhẹ Cô trở nên thành thục giống như cây đào mật cực kỳ mê người à, Vậy sao? Cậu ấy tĩnh hô hấp dồn dập Thật ra rất khẩn trương Bụng dưới của anh các lớp quần áo mà chống đỡ nơi mềm mại của cô Tay anh không ngừng vuốt ve từng tức da thịt của cô Hai vú trắng noãn bị anh đè ép càng thêm căng đau Anh thừa dịp ngậm lấy vành ta của cô Khiến cho cô nổi cả da gà Cô chưa từng có cảm giác thần kinh bị tập kích như thế này Tiếng rên gì không tự chủ từ trong miệng cô chui ra. Cảnh tượng mong ước đã lâu, hôm nay rốt cuộc được thực hiện. Cô tuyệt đối sẽ không hối hận, tuyệt đối muốn cảm giác này. Em thật nhạy cảm đấy. Hạ Phong nhanh chóng xé đi lễ phục của cô, để cho đóa hoa của cô đứng thẳng, nở rộ trước mặt anh. Hai tay nắm lấy bầu vú mềm mại, lôi kéo nụ hoa màu hồng mê người. Ơ, à, đau. Cô cau mày, cảm giác vui thích dâng lên trong người. À, đó là cảm giác anh yêu em. Hạ Phong không ngừng đùa bỡn hai vú nhỏ của cô Ngón tay giữ lấy nụ hoa Đầu vú bị anh xoa bóp trở nên xinh đẹp Giống như đóa hoa đang nở rộ Khi cô thở dốc không dứt Anh lấy miệng ngậm đầu vú Lưỡi không ngừng chuyển động đùa bỡn địa phương nhạy cảm Loại xâm lược và cảm giác tê liệt kia Tới bây giờ cậu ái tĩnh chưa từng thử qua khoái cảm bao phủ khiến cô không cách nào chịu được Không Cô lắc đầu không ngừng À như vậy đã không chịu nổi sao khẽ liếm vành tay mềm mại hạ phong thưởng thức bộ dáng cô khi bị hãm sâu trong tình dục cô ý loạn tình mê mắt sáng tràn đầy khát vọng như mời gọi khẽ vuốt ve thân thể anh bắp thịt phải nam rắn chắc nổi rõ cả vân ra khiến cô mê muội em cởi quần áo giúp anh cô cởi áo sơ mi của anh tiếp tục thân mật với lồng ngực rắn chắc à cảm ơn em tiểu mỹ nhân à khóe miệng khẽ cười hạ phong ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, nhạt từ tóc của cô hạ thân xôn xao càng dữ dội hơn quần áo của hai người từ từ rơi xuống hạ phong kéo thân thể xinh đẹp lại gần khiến da thịt nõn nà mềm mại của cô dán sát bắp thịt đang căng lên của mình ngón tay anh theo khe mông đi tới nơi tư mật của cô cầu ái tính khẽ run về khẩn trương giữa sự vút ve của anh mềm yếu vô lực mong ước đã lâu giúp cuộc được thực hiện có thể khiến cô không cảm động sao cô tựa vào lồng ngực của anh lắng nghe nhịp tim của anh cảm thấy cô run rẩy Ngón tay Hạ Phong lướt qua bắp đùi cô Thuận thế vùi sâu hoa huyệt ướt át Hồng lo lắng Anh sẽ chăm sóc tốt cho em Em... em không có Ý thức của cô bị khoái cảm đánh tan Không để cho cô có cơ hội suy nghĩ Hạ Phong kéo bắp đùi của cô thật nhanh Ngón tay hướng tới bộ vị phái nữ mảnh mai Cậu ái tính thở gấp một tiếng Hạ Phong nắm bắp đùi của cô Gác trên vai mình Để cho bắp đùi trắng như tuyết bụng phẳng lì hoa huyệt ướt át hoàn toàn hiện ra trước mắt anh thấy ánh mắt sắc bén cầu ấy tĩnh run lên cũng không phải sợ hãi mà là cảm giác chấn động không yên cô biết anh đã quên cô nhưng cô chưa từng quên năm đó khi quen biết thì anh giống như hoàng tử tôn quý trên cao mà cô chỉ là người bình thường anh theo đuổi cô khi cô có cảm giác như trong mơ sau đấy lại chứng minh anh chỉ trêu đùa cô mặc dù cõi lòng tan nát cô cũng chỉ có thể chán nản rời đi nói cô không hận là già nhưng bỏ qua oán hận cũng là điều có thể chưa từng nghĩ tới thân thể của bọn họ sẽ có thời khắc quấn quýt hôm nay rốt cuộc có cơ hội cô có thể cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi trong lòng ngực thân thể cô dâng lên một cỗ hưng phấn khát vọng ở chung cùng anh máu trong người cũng nóng lên tình dục ngụ danh nhiều năm trong người cô theo những vút ve của hạ phong thức tỉnh cô thực sự muốn anh à, em đẹp thật đấy Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm khai huyệt Ngón tay mang theo ma lực ra vào Trong hành lang nhỏ Khiến cô khẽ ngâm nga Là nghe tiếng rên rỉ mềm mại của cô Vật nam tính dưới bụng của anh dục dịch ngóc đầu Anh ngậm lấy hạt đảo nhỏ Dùng đầu lưỡi trêu chọc Phối hợp với luật động của đầu ngón tay Khiến cô rơi vào trạng thái kích động Thân thể cầu ái tính Bị dục vọng đánh thẳng vào đỏ bừng Cô bắt đầu ngọ nguậy Toa ra một lớp màu hôi mỏng Trong suốt trên thân thể không biết là muốn thoát khỏi nhiệt độ trong cơ thể Hay muốn quyến rũ người đàn ông bên cạnh Thân thể cô khẩn cầu cực độ run rẩy. Cô kêu gào Em... em nóng quá Em mở rộng chân ra chút đi Hạ Phong bị bắp đùi mềm mại của cô kẹp chặt Trỏng mắt đen nhìn chằm chằm bụi hoa cỏ Dính dịch yếu ớt ướt át Cậu ái tĩnh khẽ mở chân Từ từ di rời mấy tấc. Còn chưa đủ đâu Tay anh tiếp tục nằm trong cô Luật động lúc nhẹ lúc nặng cũng không đồng ý thỏa mãn dục vọng của cô. Cả người cô run lên, hạ thân kịch liệt lay động. Ngón tay Hạ Phong khẽ xoa nắn nhụy hoa nhạy cảm, khiến cơ thể cô theo bản năng chuyển động vòng eo. Anh tăng nhanh tốc độ ngón tay, dùng sức chơi đùa nhụy hoa đỏ ửng. Giữa hai chân cầu ái tĩnh tràn ra khối lượng lớn dịch yêu trong suốt, thấm ướt ngón tay của anh. À, nhìn xem này, ướt đẫm cả rồi. Hạ Phong khoe khoang như đang nhắc nhở phía dưới cô khá nhạy cảm, không nghĩ tới hình ảnh trong phim Lại xuất hiện ngay trước mắt Nhưng cô không có cảm thấy mình bị hạ thấp Ngược lại trong lòng có chút nô nao muốn thử Cô hy vọng Hạ Phong nhanh xỏ xuyên qua cô Cô cần anh tới lấp đầy thân thể trống rỗng của mình Không để cho cô đói khát nữa Tự như hiểu được ánh mắt khát vọng của cầu ái tĩnh Hạ Phong rút tay Ngón giữa dính đầy chất lỏng trong suốt Từ khe huyệt chặt của cô Đặt vật cứng rắn chĩa vào nơi ướt át nhất của cô Không ngừng ma sát ngoài hoa huyệt Cô bất an nức nở nghẹn ngào Sao, sao chậm thế Nhanh lên một chút có được không anh Tôi không có sự rụt rè của phụ nữ đây em Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn nhấn người Lưỡi dao thịt nhanh chóng đi vào trong cơ thể cô Cô hét lên một tiếng Đau đến không biết phải làm sao Mà bảo hấp dẫn vẫn còn là xử nữ à Hạ Phong không thể tin chuyện này là thật Nhưng cô chặt khít như thế Hơn nữa còn có cảm giác phá vỡ lớp màng mỏng Anh dừng động tác Chờ đợi cô thích ứng với sự tồn tại của mình Không muốn chơi nữa Trong mắt cậu ái tĩnh tràn đầy nước Thờ hồng hộc kháng nghị Kỳ nhẫn một chút đi em Đợi lát nữa không đau đâu Anh ngăn chặn cô không để cô đứng dậy Gắng gượng đem lưỡi dao thịt không lùi tiến tới Khoách trương lấp đầy cô Cô ngước đầu nặng nề thờ hồn hển Hạ phong thì mồ hôi như mưa Nhưng cô mang bộ dáng lấy lòng anh Khiến anh cố nén cảm giác sảng khoái chờ đợi cô thích ứng. Đến khi cầu ái tĩnh phát hiện cảm giác đau đớn kịch liệt dần đi qua, cô từ từ thả lỏng. Nhưng lưỡi dao thịt khổng lồ của anh vẫn tràn đầy trong khe hẹp của cô. Cảm giác quái dị khiến cô không dám tùy tiện dãy rủa Bởi vì ngay cả hô hấp cũng đụng đến cơ bụng, có thể cảm nhận được anh đang ở trong cơ thể cô. Thấy cô thích ứng, hạ phong thoáng lui, sau đấy thừa dịp cô buông lỏng, đâm vào hết sức mãnh liệt. Khoái cảm kịch liệt khiến cầu ái tĩnh không nhịn được, muốn thét chói tai, nhưng cô chỉ cắn chặt môi dưới Không để cho âm thanh kích tình thoát ra Đừng đè nén nào Anh muốn nghe thanh âm của em Hạ Phong thở gấp Gia tăng tốc độ luật động Rong rủi như vào chỗ không người Nhanh chóng ra vào Mà cảm giác nhạy cảm Dung hợp thống khổ cùng tê dại Cô lại vui thích không thể nói ra được Đây chính là nguyên nhân Mà chị em tốt của cô lần lượt có bạn trai sao Cậu ái tĩnh nắm chặt bà vai Hạ Phong Chịu đựng sự va chạm cản rỡ của anh khoái cảm cuồng nhiệt thi nhau đánh tới đem cô bao phủ anh mãnh liệt rút ra đâm vào cậu ấy tĩnh lên tiếng rên rỉ hưởng thụ cảm giác mất hồn oh, rất tốt rồi cuộc em thích ứng được rồi hạ phong nâng mông đẹp của cô lên dùng sức đánh xuống hoa huyệt đang co rút của cô anh chậm một chút đi cô thấp giọng cầu xin giọng nói mềm mại đáng yêu nhưng lời này làm hạ phong nhộn nhạo anh cúi người hôn lên môi cô thắt lưng không ngừng rút ra đâm vào hoa huyệt của cô ý thức cầu ái tĩnh hoàn toàn tan rã hạ phong không ngừng chạy nước rút khiến cô kêu gào không nghỉ không biết là vui vẻ hay thống khổ anh rút ra đâm vào để cô đạt tới cực hạn cảm thấy hoa huyệt co rút mãnh liệt hơn lúc đầu anh biết cô sắp đạt cao trào anh tiếp tục đâm vào chỗ sâu nhất của cô hạ thể của cô giống như muốn bể ra co rút trói chặt anh chất mật chạy ra nhiều hơn hạ phong mãnh liệt xông lên nữa cho đến khi anh phun ra chất lỏng nóng bỏng của mình ở chỗ sâu nhất của cô, đem mầm móng dục vọng vào sâu trong cơ thể cô. Mà anh cũng không muốn rút người ra, tiếp tục chôn chặt trong hoa huyệt ấm áp. Cảm giác thỏa mãn phong phú tràn đầy trong phòng. Nóng, khí trời hiện tại đúng là oi bức. Bóng dáng mơ hồ, tiếng ve kêu huyên náo, mấy nam sinh núp ở dưới tảng cây, quỷ quỷ mờ ám nhìn lén động tĩnh phía cổng trường học. dường than thở từ bốn phía nổi lên thôi à tôi muốn gọi cô ấy là đệ nhất danh đã cùng bạch mã hoàng tử hẹn hò mà vẫn còn nỗ lực học tập được vô sắp ngủ hạ phong thản nhiên hưởng ứng cô ấy luôn đứng thứ nhất ơ à, anh không ngủ hả biết anh còn chưa ngủ mấy tên con trai bắt đầu ngồi xổm xuống dưới bóng cây vây quanh hỏi chuyện mở con mắt hạ phong lười biếng trả lời các người ở mỹ thế này tôi làm sao ngủ được Hạ Vong dáng dấp người cao lớn đẹp trai, được mệnh danh là người đẹp trai nhất trường. Từ trước đã có rất nhiều cô gái theo đuổi. Mà những cô gái này khi gặp được người đẹp trai lại học giỏi, cách theo đuổi cũng rất mãnh liệt. Cũng có vô số người không biết đến mấy ngày liền ôm cánh tay đi hẹn nhà nghỉ. Loại đãi ngộ đặc biệt chỉ có thể khiến đám nam sinh thèm rõ rãi. Cũng may bình thường, Hạ Phong sẽ không ở trước mặt bạn bè khoe khoang, ngược lại chỉ dạy mọi người cách tán gái thế nào, cho nên khí thế của anh trước mặt mọi người có tăng chứ không có giảm. Mấy người vây quanh anh Này chỉ muốn đánh thức anh thôi Chúng ta đánh cuộc Việc kia rốt cuộc thế nào rồi Cứ nói đi Hạ Phong không nhanh không chậm hỏi ngược lại Lười biếng giữ gốc cây Mượn bóng cây che đi ánh sáng mặt trời nóng bức Thực ra anh muốn đi ngủ Nhưng đám anh em này cố tình không để anh ngủ ngon Dù sao phải nói ra kết quả Với bằng lòng bỏ qua cho anh Đúng là bất đắc dĩ Chẳng lẽ sự hoan nghênh của nữ sinh cũng là một loại tội lỗi à? Sự quyến rũ của anh ở trên con mọt sách đấy mất đi hiệu lực sao? Người ta không để ý đến anh à? Nếu không tại sao anh ta không đi hẹn hò cùng con mọt sách ngốc nghếch đó, ngử lại theo chân bọn họ nói chuyện phía mà nơi này? Hạ Phong liếc mắt phía bọn họ. Thôi làm ơn đi. Các người đừng nhìn tôi như vậy nữa chứ. À, vậy ý của anh là... Của Lót. Hà Phong lấy túi giấy từ phía sau, tự nhiên tiếp nhận tiếng hoan hô và sùng bái của mọi người. Người đang cầm túi giấy, đem quần lót bên trong lấy ra. Anh cũng quá thần đi đấy chứ, hai người cùng về nhà không đến mấy lần liền. Mấy nam sinh nhìn quần lót đa dạng chủng loại bắt đầu cười thoải mái. Nếu không, ngày thứ tư lấy được, cũng là thua đi. Nói đến cuộc ba ngày chính ba ngày, hôm nay ngày thứ tư, anh không muốn cùng tấm ván giặt đồ ở chung một chỗ không được sao? Bọn họ đều chịu thua hạ phong. Thôi được rồi, được rồi, coi nhanh lợi hại. Đại tình thánh ạ. À? bọn họ cùng Hạ Phong đánh cuộc, muốn anh ta thử dùng sức quyến rũ ở trên người nữ tứ tài cầu ái tĩnh xem hiệu lực không. Nếu như trong vòng 3 ngày anh ta có thể lấy được quần lót của cô, coi như không phụ tên gọi là tình thánh của anh ta. Không cần khích lệ, lấy tiền ra là tốt rồi. Anh phải lấy tiền, để đền bù tâm hồn bị thương tổn của chính mình. Quần lót in như vật hoạt hình à? Anh Thắng cũng không có cảm giác. Chỉ thấy con mỏ sách hẹn hò vẫn có bộ dáng chuyên tâm học tập, anh liền mất hết khẩu vị. Mặc dù cô đồng ý cùng anh lên giường Anh cũng không muốn ăn cô Gặm một khối ván gỗ giặt đồ có cái gì tốt Cho nên anh đương nhiên lấy quần lót sớm một chút Cũng nhanh tránh người Ôi, Anh thỉnh thoảng mất tác dụng một chút Cần gì đem phụ nữ khắp nơi ăn sạch như thế Chừa chút nước canh cho chúng tôi chứ Nghĩ đến nữ tú tài thanh tú khuôn mặt nhỏ bé Có người không nhìn được oán trách như vậy Hạ Phong giả hoạt hỏi ngược lại Người nào nói các người lấy được quần lót thì lên biểu thị cô ta đã cùng này nọ ý e rồi hả? Mọi người trừng lớn mắt. Hạ Phong nháy mắt. Thôi làm ơn. Tôi có thời điểm ăn không vào. Đừng tưởng rằng người ta đưa tới cửa. Tôi sẽ muốn có. Có được không? Người đàn ông kiêu ngạo thật đáng ghét. Nam sinh đồng thanh khiển trách. Anh lãng phí thức ăn sẽ gặp thiên khiển đấy. Thôi, chờ thiên khiển tới rồi nói với tôi. Hạ Phong khoát tay. Muốn mọi người không cần tranh cãi lúc anh ngủ cược thua nhanh giao tiền ra mấy đại nam sinh toàn bộ náo loạn muốn anh mời khách còn nói anh phải cảm ơn nữ tú tài đã để cho anh thắng tiền hạ phong trợn mắt chuyện như vậy có người nào đi nói cảm ơn không anh không bị chém chết mới là lạ mấy người hưng phấn náo động không ai chú ý một cô gái mi thanh tú mục đang đứng nơi góc tường trầm ngâm lắng nghe bọn họ nói chuyện sau đó lại lén chuồn mất trong trí nhớ hạ phong ngoại trừ cuộc lót hoạt hình ra cũng không có gì khác bởi vì chỉ có tất cả thời gian 3 ngày ở chung Không có người đàn ông nào nhớ rõ ba ngày ngắn ngủ như vậy Vừa mở mắt ra, cậu ái tĩnh cảm thấy đầu óc choáng váng Cô giống như trở lại thời học sinh Ánh mắt trừ bài thi Chỉ là lén lén đuổi theo học trường cao lớn Anh Tuấn đẹp trai Một đám nam sinh cười huyên náo Lời nói thỉnh thoảng văn vọng bên tai cô Để cô thương tâm gấp bội Lại không cách nào quên được Mà dù sau lưng lén rơi lệ nhưng trước mặt anh vẫn là một bộ dáng nhẹ nhàng Tiếp tục lấy lòng anh Cho nên không có người nào biết Cô đã từng hẹn hò với đại danh đỉnh đỉnh Hạ Phong Nhiều năm như thế rồi Cô cho là mình đã đem ngu xuẩn Để lại ở thời học sinh Không nghĩ tới khi gặp lại Hạ Phong lần nữa Cô đem lần đầu tiên của mình hiến tặng anh Nhìn gương mặt ngủ say bên cạnh Cậu ái tính đối với xúc động của mình Không có biện pháp Chỉ cần cô không hối hận là được Thấy ngoài cửa sổ, sắc trời sắp sáng, cô nên về nhà rồi không nghĩ tới cô vừa động thân thể hai chân đau nhức hạ phong vươn bàn tay nhanh chóng ôm eo cô em tỉnh rồi à cậu ấy tỉnh lúng túng vâng mặc dù tối qua hai người trải qua tiếp xúc thân mật nhất nhưng trên thực tế bọn họ so với người xa lạ chỉ quen thuộc hơn chút Vì ý đồ của cô anh mập mờ cười à, không được đâu anh không để em đi được nói xong thân hình cao lớn hạ phong lại đè lên lần nữa đỡ thân thể trần trụi mềm mại để cô dạng chân ngồi trên hông anh làm sao anh lại trên kính phản chiếu bóng dáng hai người mặt cầu ái tĩnh thoáng hồng anh như thế nào dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ chúng ta có thể chơi đùa một hồi khiến cho em biết anh dũng mạnh thế nào mà rất thể chân bóng làm cho phái mạnh của anh tỉnh lại trong nháy mắt hơn nữa giữa hai người tiếp xúc thân mật anh liền chui vào trong miệng huyệt ướt át đừng mà anh cầu ái tĩnh ôm chặt bà vai rắn chắc anh không nghĩ tới tình dục điên cuồng bắt đầu lần nữa hành lang chật hẹp của cô gắt gao ôm lấy vật tượng trưng cho phái nam của anh hai tay hạ phong dùng sức nắm chặt mông cô khiến thân thể mềm mại cưỡi trên người anh khẽ đung đưa phía trước hai vú đáy đà cứ như vậy đưa đến trước mặt anh hạ phong há miệng cắn nụ hoa của cô ngon thật đấy cô sợ hết hồn thân thể ngửa sau muốn rời đi khỏi khoang miệng nóng bỏng của anh như đầu vú bị ngậm chặt mà cắn còn không ngừng bị hút không cô thở gấp mang theo hương vị ngọt ngào mê người điểm mẫn cảm trên dưới bị anh công kích cô vô lực phản kích hai chân mềm nhũn chỉ có thể dựa vào thân thể cường tráng của anh mặc cho anh tùy tiện đòi lấy hạ phòng một tay nắm lấy mông cô một tay hung ác nhào nặn hai vú cô Nhà nhạt, nhạt bày tỏ không phải muốn dừng đây chứ dứt lời anh đẩy mông cô muốn cô di chuyển theo lời của anh cảm giác bị đội lên chỗ sâu nhất miệng cô phát tiếng khóc sụt sùi Đau quá Động tác quá chậm Đầu vũ lập tức bị ngón tay thô bạo Giáp thành vết xanh tím Không để cho cô lấy tư thế nữ trên nam dưới Thừa lúc cưỡi lấy ra đút vào Tiếng va chạm thân thể vang vọng ở trên không à, Nào nhanh hơn chút nữa đi Bàn tay không ngừng vỗ vào mông đẹp Muốn thân thể của cô dùng sức đi xuống Bà chạm mãnh liệt khiến cậu ái tĩnh không ngừng Phát ra tiếng thét chói tai Nhưng Hạ Phong tựa như giã thú Chưa bao giờ được ăn no tham lam nắm lấy thân thể mới nếm thử tình dục cô ngồi áp phía trên lưỡi thịt của anh kịch liệt đánh thẳng vào làm cô phát ra tiếng kêu gọi nguyên thủy nhất một lần nữa nhưng không cách nào dừng lại co rút em em sẽ không được rồi tình yêu điên cuồng hành hạ thần kinh mảnh khảnh cầu ái tĩnh để cô thốt ra lời khẩn cầu dâm đãng mà đây sức thì sao là anh làm em mệt chết đi được hạ phong tràn đầy khí phách hưởng ứng cảm thấy tự hào vì có thể hoàn toàn nắm trong tay thân thể cô Người phụ nữ dâm đãng này là báu vật tuyệt đối hiếm có. Anh quyết định rồi. Trong phòng hết sức yên tĩnh, nếu không phải trên hành lang chuyển đến tiếng máy hút bụi, anh nhất định sẽ cảm thấy hoa nái kịch liệt tối hôm qua là giấc mộng. Hạ phòng nhìn người đang ngủ say trong ngực, ánh mắt không cách nào di chuyển. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin bản năng của mình nhiều như vậy. Tâm tình phiền muộn vì phát sinh quan hệ với cô gái phía dưới mà mất sạch. Dã nhân thực sự chưa khai hóa. Tuy rằng phần lớn thời gian đều do anh cưỡng chế, đòi hỏi, nhưng phản ứng dân dị động lòng người đó của cô cũng không tồi. Với phản ứng kích động cuồng dại đó, anh dám chắc cô gái này trời sinh ra phải làm cho đàn ông điên đảo. Nhìn thấy nụ cười của cô khi ngủ, trên da thịt trắng nõn toàn dấu hôn của anh, tim của anh cực kỳ thỏa mãn. Nhìn cô gái ngủ say bên cạnh, khoái miệng hạ phong, hiện ra tiên nghi hoặc, anh rốt cuộc nên làm sao mới phải đây? Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Hà Phong đi xuống giường, nhanh chóng bắt máy. Cô không muốn tiếng van đột ngột đánh thức cô gái đang trong mộng. Anh đi tới ban công nghe điện thoại. Sao? Xảy ra chuyện gì? Thiếu gia không xong rồi. Thiếu phu nhân quay trở lại dọn đồ rồi. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng kêu gào của Trần Tẩu. Cô ta có một mũi trở lại à? Anh cho là cô ta cùng tình nhân chạy trốn tới Nam Mỹ. Ít nhất mấy năm sẽ không dám trở lại. Không nghĩ tới anh đoán nó sai. Rất tốt. Cô ta tốt nhất hiểu được đường về như thế nào bà cố gắng giữ sức cô ấy ở lại tôi lập tức quay về ra lệnh trần tẩu giữ chân vợ trước Hạ vong lập tức cúp máy trở về phòng nhanh chóng đổ lại quần áo Hạ vong liếc nhìn người phụ nữ ngủ say trên giường thời gian tốt đẹp đã kết thúc anh để trên đầu giường sắp tiền hơn nữa lấy ra danh thiếp của mình biết số di động của mình trên đó anh không cho rằng sẽ có người phụ nữ nào cam lòng không cùng anh liên lạc không phải người phụ nữ nào lên giường cùng anh, đều có số điện thoại của anh, mà báo vật trên giường này là ngoại lệ. Nếu không phải có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh sẽ nghĩ là cùng cô ăn trưa, sau đấy tiếp tục ở khách sạn cao cấp, cùng nhau trải qua ngày nghỉ tuyệt vời. Đều là người phụ nữ chết tiệt kia, phá hư kế hoạch của anh. Thực đúng đáng ghét. Chưa bao giờ có loại cảm giác mệt mỏi, không bỏ dậy nổi thế này. Tứ chi vô cùng nặng nề. Ai tĩnh di động thân thể, cảm thấy đầu như muốn nứt Toàn thân thì đau nhức Cô giúp cuộc sao thế này Đau khổ mở mắt Ai tĩnh phát hiện mình Thế nhưng ngủ trong phòng khách sạn cao cấp à Cao mày Cô cố gắng tìm kiếm trí nhớ bị phân tán Quay đầu Từ trong gương nhìn đến người mình xuất hiện đầy dấu vết sau oan ái Cô một tay chai chặt miệng Trí nhớ phân tán giống như được hợp lại Hình ảnh buổi tối kích tình cuồng dại hiện lên Cô nhớ tới mình của người đàn ông kia Anh ở đâu? nhìn xung quanh căn phòng bóng dáng hạ vong biến mất trong phòng tắm không có bất kỳ tiếng vang nào xem ra anh đã đi rồi ái tĩnh thấy đầu giường bày sắp tiền mặt trong lòng hiện lên cảm xúc bị thương cô không nghĩ tới anh dùng tiền mặt để giải thích hành động tối hôm qua anh coi cô như kỹ nữ còn là giúp đỡ lẫn nhau à đối mặt tình huống như vậy ái tĩnh nhàn nhạt, nhạt dễu cợt trong lòng cô mới tiết kiệm được tiền tìm ngưu lang Đầu năm nay muốn lên giường của người đàn ông đẹp trai dũng mãnh Cũng cần phải có tiền Nhưng cô biết chính xác Cách tỉnh tối qua là cô tự nguyện Cho nên đã không có gì để nói Môi mỏng mím lại Ái tĩnh cuột cường mở tủ che quần áo trong phòng Quyết định tắm rửa Còn chuyện tối nay nữa Về cảm người phụ nữ hiện đại nâng lên cũng được thả xuống Người đàn ông ngủ cùng buổi tối hôm sau chạy mất Không có gì Bọn họ cũng không quen thuộc Cô vốn không có mong đợi anh sẽ đợi cô Ái tĩnh bước chân tập tĩnh đi chậm chạp vào phòng tắm. Trước tiên thư thái ngâm nước nóng, nhưng phần khác đợi đầu cô không đau lại nói. Buổi sáng thứ hai, theo thường lệ cực kỳ u buồn, tất cả đi làm đều có thứ hai biến chứng. Chả có liên tiếp hai ngày nghỉ tốt đẹp, đối mặt công việc bận rộn sẽ có tâm tình tồi tệ. Mà đợi ở phòng kế toán, ái tĩnh trừ tâm tình tồi tệ bên ngoài, sắc mặt u ám, dường như thân thể không thoải mái, Cô miễn cưỡng dựa vào thành ghế Đề phòng mình ngã xuống từ trên ghế Thế nào? Gì của cậu tới sao? Từ phòng làm việc của tổng giám đốc đi ra ngoài Đỗ ôn nhu vội vàng về bàn làm việc của mình Đi qua chỗ ngồi bạn tốt quan tâm hỏi thăm như vậy Ờ không có, rất tốt mà Ai tĩnh nước mắt kính một tay chống cằm Tay kia bưng cốc cà phê Cô cần cà phê đậm đặc bởi vì cô cần phải chấn tĩnh tinh thần Thôi, mau tới ăn đi, Chân khả cầm hộp sô-cô-la đẹp đẽ Cười hì hì chạy vào phòng kế toán Ta nhìn có vẻ ăn rất ngon đấy Ngón tay mảnh khảnh đột nhiên đưa ra Trước mặt mọi người chọn lấy một viên Kể từ sau khi chân khả yêu đương liền mang một đống vật kỳ lạ cổ quái về nhà Hướng duy mỹ từ xa Thấy cô ấy cầm cái hộp tinh xảo Tự động theo đuôi đuổi sau lưng Người kia mua sô-cô-la như vậy Tặng quà cho cậu đấy à Thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền Tuyệt đối sẽ không phải thần giữ của mua cho Đỗ Ôn Nhu lột ra lớp vỏ màu đỏ, cô nhét sô cô la vào miệng. Bên trong, thịt quả anh đào ngâm rượu, bên ngoài kẹo mềm, cảm giác ngọt không lẫn lộn được. Cùng sô cô la bình thường mua được là hoàn toàn khác nhau, ăn ngon đến mức đầu lưỡi cũng muốn cắn đi. Lấy thêm viên nữa là được. Sô cô la trong miệng chưa nuốt vào, Đỗ Ôn Nhu đem viên khác bỏ vào túi. Chân Khả cười bày tỏ, "Này, mình rất hào phóng đấy chứ, đem đồ tốt đến mọi người cùng nhau nếm thử." hướng duy mạnh liếm sạch ngón tay <laughs> là bạn trai của cậu hà phóng mình dám cá trong phòng cậu còn có một hộp nữa ơ ờ, đâu làm gì có mặt chân khả lúc đỏ lúc trắng tuyệt đối không khai ra chính mình giấu riêng Ôi à, kẻ trộm tốt không hổ bạn tốt rất hiểu tính cách của nhau thế cậu dám thề không mấy người phụ nữ đem mặt lại gần nhìn chăm chăm mắt chân khả thôi mình mời các cậu ăn sô cô la còn phải tiếp nhận chất vấn của các cậu nữa à Chất khả trột dạ lui phía sau hai ba bước Mặt mất tự nhiên Ôi à, cậu đang nói thật đấy hả? Cái gì nói ấy, thật, nói náo Mình không nghe hiểu Làm gì tới dành sô cô la của cô Mấy người phụ nữ tranh cãi náo nhiệt Lại có người không đếm xỉa đến Một chút tiếng động không có Phát hiện tình huống kỳ lạ Đỗ ôn nhu sờ sờ lưng hướng duy mỹ Ừ Hai người dừng lại cãi vã Đồng thời nhìn hướng Đỗ ôn nhu chỉ phát hiện cầu ái tĩnh ngồi ủ rũ bên cạnh uống cà phê đối với chuyện thảo luận của các cô một chút hứng thú không có có sô cô la cao cấp để ăn không vui à hướng duy mỹ trong lòng tràn đầy nghi ngờ theo như tính tình trước kia của ái tĩnh không phải gọi nhiều cũng cung cấp đồ giấu riêng thế nào hôm nay cô ấy chẳng những chưa ăn sô cô la liền bỏ đi tìm tòi cũng không còn hứng thú thực là quỷ dị quá xem ra cô nên cầm cống phẩm tới lấy lòng ái tĩnh trước thì hơn Cô nàng này không biết xảy ra chuyện gì chứ Ai à Mình là nghĩ tới mình cùng ưng chí ở bên ngoài chơi chừng mấy ngày Sợ trong lòng người không có bạn trai không thăng bằng Mới mang sô-cô-la tới đấy Cô sao biết ái tĩnh Vì sao buồn buồn không vui chứ <laughs> Hoàn hảo Bộ tối thứ sáu Mình bị đôi giày cao gót hành hạ đến gần chết Ngày nghỉ ngủ thẳng đến lúc đi Không có hứng thú biết các người đi chơi ở đâu Ai tĩnh phấn chấn giải thích mới không thừa nhận mình bởi vì không có bạn trai mà ghen tị. Chuyện cô và Hạ Phong không có bị phát hiện, bởi vì mấy người bạn tốt đều bị bạn trai của mình cuốn lấy không có về nhà. Tình hình này để cô thở phào nhẹ nhõm. Trước đây người nào cùng bạn trai làm điều mập mờ, cô đều truy hỏi tới cùng. Hiện tại chuyện chính mình đêm qua cùng Hạ Phong mà bị phát hiện, không để cho họ ẩm ý mới là lạ. Nhìn thân thể của cô giống như là bị ba chiếc xe tải nghiền qua, vô cùng khó chịu, cho nên không muốn nói chuyện. hướng giữ Mỹ tâm đắc lấy làm lạ, <laughs> Thật không giống như cá tính của cậu đấy. Cái này giống như chó con mà có nhân tính. Khẳng định trời sắp đổ mưa máu rồi. Đỗ Nhu đem lời bạn trai mình nói lại một chữ không thiếu. "Này, cậu quá kén chọn. Bằng chứng nói cậu không cho đàn ông cơ hội, như vậy muốn tìm bạn trai khó lắm đấy." Ái Tĩnh hơi thở yếu ốt Ôi, mình cũng không có muốn tìm mà." Riêng một Hạ Phong đã để cô khổ sở nhiều năm cô làm sao chịu đựng được trêu đùa của đàn ông đỗ ôn nhu nghĩa khí mười phần khích lệ dù gì giá trị con người lão công tương lai của ba người chúng mình cũng không tệ đâu cho dù cậu đối với hôn nhân không có hứng thú nhưng tối thiểu cũng có thể giúp cậu chọn cái thật tốt cậu dù sao cũng là gả lần đầu đấy chứ mấy người phụ nữ nghe được lời khích lệ của đỗ ôn nhu cũng rất vô lực thiếu chút nữa thì ngã nhào dù sao cũng phải gả lần đầu cô đây là cái tâm tình gì đem tình yêu thành trò chơi à cái gì gọi là dù gì cũng muốn gả lần đầu. Đang nắm chìm trong bể tình hướng dưới Mỹ không hiểu logic của bạn tốt. Làm gì như vậy có miễn cưỡng. chân Khả không chê vào đâu được. Không gặp ưng chí, mình cũng không muốn lập gia đình, độc thân tốt mà. Đỗ như kiên trì. Không có yêu qua, cuộc sống nhiều nhảm chán lắm. Mà dù nói không biết đàn ông có được hay không, nhưng luôn là muốn thử, mới biết tư vị chứ. Mí mặt môi mỏng, ái tĩnh hỏi ngược lại. Ai nói mình không có hưởng qua tư vị đàn ông hả cậu á không thể nào chứ ba người trợn to mắt nhìn bạn tốt à, các cậu yên tâm mình có nói rồi chỉ là phát hiện mình không hợp thôi cô không muốn gả cho người có tiền cho nên mới phải cự tuyệt những đối tượng kia hạn thể chua sót đau đớn nhưng nhắc nhở cô lúc trước hoàng đường cỡ nào các cậu không cần giới thiệu hay là tìm bạn trai cho mình đâu trong sinh mệnh cô đơn không có đại hoa tâm hạ phong kia cũng rất đủ rồi. cô nghĩ cô sẽ không bao giờ tiếp nhận bất kỳ đàn ông ác bá nào đối đãi với mình như thế nữa. riêng hạ phong là đủ. khoái miệng ái tĩnh hiện lên nét cười nhàn nhạt, nhạt khuôn mặt thanh tú đầy mất đi mấy phần bất đắc dĩ cũng không nói ra được hạnh phúc. kiên trì như vậy ái tĩnh rất đẹp lại thần bí nữa. từ trực giác của phụ nữ ba người đồng thời cho là ái tĩnh nên có đối tượng yêu mến. Chỉ là cô ấy chưa từng nói với người nọ là ai Ai à? Nếu như ai tĩnh kiên trì Họ không thể miễn cưỡng cô ấy Không biết hạng người gì khiến ai tính nguyện ý Trải có tuổi thanh xuân cô đơn Không oán không hận nhỉ Thanh xuân của phụ nữ là thoáng chốc Người đó đáng giá để cô ấy chờ đợi như vậy cơ à? Họ muốn hỏi Hạ phòng lừa biếng bắt điện thoại di động Làm gì? À, nghĩ hẹn anh đi ăn bữa cơm không biết cái người này bận rộn tới lúc nào mới có thời gian rỗi đây Ông dây bên kia chuyển đến giọng nói tủm tỉm ngọt ngào Ở đây không có chút việc gì cả, hôm nào Sắc mặt tổng giám đốc tệ khẳng định tâm tình không tốt Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Mấy nhân viên nhìn nhau Lập tức tăng nhanh tốc độ báo cáo Nói cho hết lời lập tức rời đi Trong chốc lát tất cả gian phòng làm việc Chỉ còn lại hai người Hạ Phong và Phó Kính Dương Tổng giám đốc tâm tình không tốt à ngồi trên ghế salon xem tạp chí về đàn ông dùng giọng điệu nhạo báng hỏi hả Hạ phong liếc xéo bạn tốt dùng cái lỗ mũi hử tức tài liệu chất trên bàn giống như ngọn núi để tâm tình anh không được tốt nhưng để cho tâm tình của anh càng không được tốt nguyên nhân là vì người phụ nữ chết tiệt kia hạ phong tâm tình thấp thỏm nhìn chằm chằm điện thoại di động cô ấy thế nào không gọi điện thoại cho anh biết hũ nút sĩ diện sẽ không hủy hoại đi đài của mình phó kính dương mở miệng sao chị dâu gọi điện thoại quan tâm tới anh à <laughs> người phụ nữ kia dám đến tôi lại gọi bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài hạ vong tăng thêm giọng nói bày tỏ căn cứ và tự ái đàn ông anh tuyệt đối không làm cho người ta hiểu lầm anh còn lưu luyến cái người phụ nữ lẳng lơ phó kinh dương đem tạp chí để trên bàn có chút không kiên nhẫn vậy anh không có nơi nào thoải mái thì nói đi tôi không phải thầy bói đoán không ra anh không thoải mái chỗ nào có không phải anh Kéo tôi đi tham gia cái bữa tiệc quái quỷ gì đấy chứ Tư vị bị phụ nữ khinh thường không dễ chịu Đây là anh chưa bao giờ có kinh nghiệm Cô để cho anh nhớ thật kỹ Anh cố tình lúc này nhớ tới Anh căn bản không biết người phụ nữ cùng anh lên giường tên gọi là cái gì Chẳng nhẽ anh bị xem thành đối tượng tình một đêm à Thực sự quá tốt Ngay cả năm đấy Người khiến anh mê đắm tới mức thất điên bắt đảo Nhất định phải cưới ngải lâm vào cửa Cũng không dám đối với anh như thế Trừ cái bảo bối này anh còn nói cô là bảo bối à Cô để cho anh muốn tìm người Cũng không từ mọi cách Chỉ biết họ của cô là cầu Chỉ với manh mối này Anh phải làm sao tìm người được đây Hạ Phong ngồi phịch trên ghế Đối với tình huống trước mắt có chút bất lực vào Kinh Dương thấy bạn tốt chán nản Tự hồ gặp khó khăn muốn cười phá lên Cái người thường thắng nơi tình trường Cũng có thời điểm thất bại cơ đấy Anh ấy mở sâm panh ăn mừng à Nhưng mà anh vẫn còn tốt bụng một chút Dù sao anh đã có tiểu ái thân xinh đẹp Cười nhạo người khác thất bại nơi tình trường là hành động không nên Anh vẫn là tốt bụng Quan tâm thử xem là người phụ nữ nào Để cho anh kinh ngạc được Này Buổi tối muốn đi đâu chơi Trước khi tan việc 10 phút Khắp nơi yên tĩnh không phong ba Vùi ở máy tính tự như nhìn công việc phía trước Trên thực tế mượn MSN nói chuyện phiếm Phụ nữ quan tâm nhất chính là cái này Tôi muốn cùng Anna đi ăn cơm rồi xem phim À, hay đến PUB chơi đi Mọi người trò chuyện thân thiện Chỉ có ai tĩnh không tham gia Uống cà phê câu được câu không sửa chữa báo cáo Không chỉ có vậy Ngay cả trò web bát quái cô cũng không còn cập nhật Hoặc là làm bất kỳ hoạt động mới nào Điều này làm cho tập đoàn Nhân viên đều mất hết hứng thú Thế nhưng không có hoạt động mới Mới có thể chơi Không có bát quái mới có thể giải trí mọi người ai à, Chủ bút bao lá cải Thật đúng là thất trách rất nhiều người tới hỏi thăm ái tĩnh Cô nói gần đây tất cả mọi người an phận Nên cũng không thể kiếm được chút tin tức nào Cô không thể muốn cô phát ra tin tức Tổng giám đốc một ngày mấy lần tới nhà vệ sinh đi Phát loại tin tức nhàm chán này Thực là tổn hại đến bát quái chuyên nghiệp của cô Trên gương mặt xinh đẹp thông tuệ Đầy biểu tình chính nghĩa Mọi người tin tưởng gần đây trong công ty Ngay cả nhân vật quan trọng cũng rất an phận Trên thực tế Chỉ là cô không có tâm tình quan sát thay đổi người khác làm xong chuyện, cô liền muốn về nhà, hướng về phía tivi ngẩn người, nói xong cũng không muốn nói lại, lại có hơi sức đi cập nhật website. Tâm bị thương cần rất nhiều thời gian yên tĩnh lấp đầy, cô cần rất nhiều an tĩnh cùng chỗ trống để cô buông tha mối tình đầu đau đớn. Cho nên cô không muốn nói chuyện, cũng không muốn làm bộ vui vẻ che giấu tâm trạng của mình. Dù sao chị em của cô đều có hạnh phúc rồi, cũng không còn người biết cô thất tình, cô chỉ muốn ở bên trong căn phòng không khóc không kêu, sống yên phận Sẽ không có người biết cô ở bên trong Lên lén chảy nước mắt Không biết có bao lâu Người trên MSN Từ người một rời mạng Sắc trời ngoài cửa sổ càng ngày càng mờ đi Ái tĩnh thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà Gần đây cô thường ngồi ngẩn người như thế Vô duyên vô cớ khóc thút thít Hoàn toàn không có ai bên cạnh Nếu không nhất định ê mặt về nhà Đeo túi sách ái tĩnh Mới chịu đi ra khỏi công ty Đột nhiên bị người đàn ông xuất hiện ngăn trở đường đi không thể tưởng tượng được người xuất hiện trước mặt cô À không sai Người đấy chính là em à Đôi mắt sắc bén Hạ Phong đánh giá người phụ nữ ăn mặc quy củ trước mặt Bộ đồ công sở vừa người Viền kính mạ vàng dáng vẻ vô cùng giản dạn thông minh Cùng kiểu mị Đêm đấy hoàn toàn không giống nhau Thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp Anh tuyệt đối không lầm Còn khi cô thấy anh Đáy mắt lóe lên ánh sáng ngạc nhiên Như loại trò đùa dai của con nít thành công Phản ứng của cô làm cho lòng bị nhục của anh Thoáng được đền bù nhưng anh cũng xác định cô thực sự không có ý liên lạc theo ý tứ của anh ờ à, nhường đường đi sững sờ nửa ngày Cô họng khô khốc của ái tĩnh phát ra được thanh âm nói với người đàn ông ngăn đường của cô ghê tởm tính toán đem đấy ăn sạch sành xanh cứ như vậy đem quăng anh đi à anh vì cái gì muốn chặn lại đâu hà phong ngăn trước mặt cô lại vô liêm sỉ hỏi ngược lại như vậy Cắn chặt đôi môi, ái tĩnh cảm giác mình không cần nói chuyện cùng anh. Cho nên cô chợt lách người, muốn từ bên cạnh đi vòng qua anh. Không cho em đi. Hạ Phong kéo cổ tay ái tĩnh không để cô rời đi. Cô không chịu uy hiếp. Này, tôi kêu lên đây. Anh muốn nói mọi người biết. Em ngủ cùng anh xong, lập tức muốn ném bỏ anh. Lần đầu tiên bị phụ nữ ném bỏ, Hạ Phong không đếm xỉa đến, dắt tay cô, hùng tuận cảnh cáo. Ái tĩnh không thể tin lời chính mình nghe được. Mở to mắt nhìn anh chằm chằm, muốn biết loại lời nói không thẹn này có thật từ trong miệng của anh nói ra không. Em cho là trừng mắt lớn như vậy anh sợ à? Thuận thế anh ôm lấy eo thon của cô. Anh cũng trừng cô. Thành Âm Thanh Thúy nói lời nói vô tình. <laughs> Phụ nữ trên giường hạ tổng rên gì, ít một người thì có vấn đề gì đâu. Tôi còn tưởng rằng ngủ qua rồi coi như xong cơ. Nếu không phải Hạ Phong đã có chuẩn bị tâm tư anh đại khái sẽ bị lời nói lãnh khóc của ái tỉnh tức chết anh nghe nói bình thường em giả bộ khéo lắm ở trong công ty danh tiếng tốt em không muốn bị mọi người biết thì ra em là phụ nữ dâm đám như vậy nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú hạ phong ở bên tai cô nói lời tàn khốc anh anh tính cắn răng nghiến lợi anh dám nói như vậy gì <laughs> thôi lần nữa tất cả nhân viên công ty đi ra đều muốn vây đến xem đấy đôi môi xinh đẹp của người đàn ông lộ ra nụ cười thản nhiên Ái tĩnh thoáng quay đầu Phát hiện trong đại sảnh Bảo vệ còn chưa đi Tất cả đồng nghiệp đều dừng tại chỗ Mang theo ánh mắt hứng thú Giạt rào nhìn bọn họ Đáng chết Trễ như thế không về nhà Ở công ty làm cái gì